rồi, 3, 2, 1, bắt đầu hát. Cách vô dập ứng giùm anh cái. Ca sĩ, xong cái mình nói ừ giả bộ ca sĩ cho làm cho mình hát không hay là chị Siêu là cái người ngây thơ dễ bị lừa. Chị Siêu. Nhưng mà bạn này là ca sĩ thiệt, thí dụ vậy. Tại vì tôi qua tôi thấy cái trang điểm này là trang điểm của cái người mà biết lên sân khấu. Trang điểm giống Nam Trung. Ý là mình là có cái tư duy. Là ý là nói là bạn này mắt nước đậm á phải không? Tư duy mới. Bây giờ tôi làm một chuyện để mà động trời. Chị. Vô không? Quất liền trước khi đậu bạn. Đúng, nếu như các bạn Em hát liền lên em. Bạn bên vợ tê liệt á. Vợ bạn vợ. Này là vợ nha, hỏi con miễn hỏi chị nha. Giờ chị chảnh rồi, chị chảnh rồi. Nam Trung thấy sao, không có gì để nói nữa cả. Vợ Nam Trung, vợ mà nó toát ra luôn á. Vợ chân thật á. Anh Nghĩa cho em xin miếng nước uống đây. Em ăn trái cây không? Dạ em cảm ơn. Gì vậy, tưới cây hả? Tôi như cầm ly nước tôi đi vòng à, dạ. Uống xong nhìn em. Ôi đường đời quen sơ tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hiền bóng không bao giờ phai. Nhớ tiếng khen chiều ấy như sương lòng ai. Nhớ sáng ấy ngồi đây đi chiều nào quên ta. Vẫn phải xưa đời cho. Bây giờ anh công nhận chị Siêu nó đúng nha. Ở nó dở thì hát nó cũng dở như ở. Ca mà quéo bồng luôn. Quéo bồng. Tôi lo quá Siêu ơi, chắc mình sai rồi. Sai rồi, mình sai từ kỳ hết từ đâu chị đã nói sai rồi. Đấy. Sai rồi hết. Buông. À hát dở thì sao có bà được, dở thì có bà được đâu, hiểu chưa? Không biết sinh được dở thì trời ơi không biết có bà được câu hát, không bà được câu hát biết là kia. Trời ơi, bà đi tìm em bà mà, đúng không? Dạ. Bà mở cửa ra bà ngóng em bà đó. Rồi ai cãi ta, rồi ai cãi nữa. Đúng quá, gì nữa, có phải là cố tình gì đâu. Chị lạ mắt em mùa lũ. Tôi chỉ có 4 chữ: lành ít dữ nhiều. Đúng vậy. Thưa quý vị thân mến, sau khi tôi xem phần cái bàn tay này đang xòe ra cưng xòe ra. Cái bàn tay này gân guốc như vậy, cái ngón tay thô kệch như vậy. Đó. Thì liệu rằng cái bàn tay này có phải là một cái bàn tay chuyên cầm micro đưa lên cái mỏ? Cái bàn tay đó không có gì để bàn tán hết á. Cái bàn tay nó không quan trọng, một hầu em bợp tay nó mới quan trọng. Hay là bây giờ không mấy anh giặt cái cặp giò đưa bằng chân lên cho anh coi. Thôi bây giờ nói là mình đùa giỡn thôi. Nghe cái người bên Los Angeles nói chuyện nè. Không em loại. Ủa? Loại luôn hả? Em ấy làm sao cái hại não chứ gì. Ca nhạc sĩ người ta còn quạo thì tụi tôi là cái gì? Mày chết chắc rồi con ơi. Em vẫn giữ gọi là 50-50. Em vẫn đẹp. Cái này trong hình em vẫn đẹp, không lẽ tôi xấu. Các bạn thân mến, qua cái clip vừa rồi các bạn có nhận ra điều gì ở bạn ấy hay không? Em có một dữ liệu. Cái gì? Có luôn, anh cũng có luôn. Em nói coi đúng em không nha. Chúng ta có thấy một góc cận ngay cái trái cổ của anh ta không? Thấy. Cái trái cổ nó nhấp nhô như vậy. Thì chỉ có đàn ông mới có thôi. Qua giả.
Đó, nghe được một cái từ, một cái nốt rất là rõ luôn đó. Tóc tiên sao nào? Khi mà bảy bạn thí sinh bước ra là em đã tiên ngay bạn này đầu tiên luôn á. Tại vì cái phong cách thứ nhất là ăn mặc rất là khác biệt. Rồi cái phong thái rất là điềm tĩnh. Lúc mà tập, lúc mà nâng đỡ người ta cũng vậy. Bạn không điều khiển được tay chân bạn một cách chính xác. Nhìn cái tay bà đang kìa. Nè, chúng ta muốn biết cô ấy hát hay hay dở là nhìn vô cái cậu đang ngồi trên ghế. Quá mệt mỏi. Đó là đó là tình trạng sau khi nghe bà hát. Đúng vậy, đã quá mệt mỏi rồi. Ngày nào cũng phải nghe bà hát. Đúng vậy đó. Cô này không phải là người chăm sóc người bệnh tại nhà mà làm cho người tại nhà bị bệnh. Em thấy cái cách xuất hiện, cái cách xuất hiện là không phải là người của công chúng rồi. Cô này khi quay cổ thì cổ cũng như kiểu là ăn mặc không chú trọng lắm. Ừ. Không có cái phong thái. Không có cái phong thái của người nổi tiếng. Chúng ta nghe Vũ Cát Tường nói, chúng ta phải rút ra ngay một cái kinh nghiệm như thế này. Tại sao tụi nó che dữ vậy? Chắc chắn ngày hôm nay có một người quen mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Mà không những quen mặt mà phải rất quen nữa thì nó mới che kỹ cỡ này. Và chính nó xác. Sợ, và nó sợ mình thấy. Tại vì bình thường nếu như những cái người đó mà nó quen vừa vừa rồi đó, nó sẽ che một hai đứa, những đứa còn lại nó cho thấy mặt. Ừ. Đúng không? Đúng rồi, rồi đúng rồi, đúng rồi. Còn đằng này nó che mà nó che luôn 7 đứa là tại vì nó sợ mình suy luận này suy luận nọ, là tại vì trong đây chắc chắn có người quen. Ít nhất 2 là quen. Đó là ít nhất nha, mà chúng ta biết luôn. Nếu vậy có khi nào mở mặt ra thấy Harry World không ta? Maybe, maybe. Nhưng khi bà kia kìa. Bà đó là số 7 đó. Số 7 đó. Nè, số 7 không phải là Harry thì chỉ có thể là Nhã Phương thôi chứ. Đúng rồi. Tôi nói thiệt. Ê, ok. Không chừng số này có người trong nghề mình thiệt nha. Tiếp đi anh. Tiếp nha. Cái ông đang bị cái núi lửa nuốt chửng. Số 5. Phải. Một phi công chuẩn bị đến chỗ làm. Vậy thôi. Điều duy nhất tôi thấy được ở bạn này, đó là bạn này là người thích cắn móng tay. Rồi, móng tay cục lũng. Cắn mà sát của thịt luôn. Đúng rồi, tức kìa. Và bạn này rất cao, nhưng size giày rất nhỏ. Hồi nãy giờ cao tôi đang liên tưởng Hải Triều, BB. Không phải đâu, Nguyễn. Bạn này người thường thôi. Gì hả Thành? Đi lên. Một chi tiết được phát hiện. What? Gì anh? Chân mày vẽ rất bén. Phi công nào mà vẽ chân mày bén dữ vậy? Phi công mà nó vẽ chân mày nó chém tôi luôn á. Rồi nhìn vậy nó không phải phi công mà. Rồi em trai. Ủa phi công gì mặc bộ đồ giống như sửa điện vậy? Giống ai biết không? Quỳnh Quý. Về về chỗ, về chỗ. Quỳnh Quý thấp hơn bé này. Em bắt đầu cọc rồi đó. Quạo quá, wow, chơi chương trình nãy giờ quạo wow rồi đó. Chơi quạo là quá. Còn chưa có dữ liệu gì hết à. Thôi bỏ dạ, cái dù ra đi, đã không thấy rồi. Anh Thành to quá em không thấy. Anh Thành to quá em không thấy. Nãy giờ tôi thấy cô chống đối tôi hơn nhiều nha. Cô nên ra ra khỏi cái chốn này đi. Chị có đi lộn đội không? Lộn không? Vậy đó là sứ mệnh của chị khi về đội anh Thành. Dạ. Đội là bây giờ còn lục đục nữa, hỏi sao mà thắng tụi nó. Nhưng mà đề nghị phi công bỏ cái dù ra đi. Bỏ dù luôn đi em ơi. Cái dù nó không có tác dụng bỏ gì đâu em. Bỏ luôn đi, hết tác dụng rồi. Trời. Thì đó vậy thôi, được rồi. Một bầu trời giả dối luôn. Không có gì để đoán ra. Thôi em loại. Bây giờ mình qua cô số 7. Công việc của cô ấy là gì? Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Trời đất ơi. Trời ơi, hay ghê quá chị. Ủa rồi, là giọng của bé Mỹ Kỳ kia hay là giọng của cô này? Ủa sao kỳ vậy ta? Nó nghe nè. Nhưng ban biên tập nó kiếm chuyện mình với mấy anh chị. Cho em hỏi mấy tập trước của cái mùa này á, mình có bị như vậy không ạ? Tụi em là menu riêng. Menu riêng luôn. Lâu lâu quay lại chương trình mà làm khó em quá vậy. Nhức đầu. Em đứng lên nhìn chị được không? Cái này được cho. Đứng lên thôi. Đứng lên thôi. Ok, đứng lên đi. Không sao đâu. Sao đâu. Đó. Nhờ bà thọc tay vô cái túi mới biết bà hát dở đó. Đúng rồi, không hay. Theo kinh nghiệm của em á, là sau khi bị lừa trắng trợn ở mùa 1 á, bởi một cô nàng có ngoại hình rất xinh đẹp rồi, thì chắc chắn bạn này hát dở. Bởi vì bác đẹp. Đúng, tại vì đó nhìn thì, em nghĩ bao giờ mà cái gì mà người ta làm lại hai lần cho em hưởng không?
Để suy nghĩ giùm anh đi. Chính vì tức là mọi người sẽ nghĩ rằng là ai cũng sẽ suy nghĩ giống anh Thành, cho nên là bây giờ mọi người lật ngược lại. Mấy em dám chọn số 7 không? Hả? Chọn là chọn loại hả? Hay là... Ok, ok. Tại vì em nói là... Tức là anh muốn giữ số 7 cho tới cuối luôn. Đó, ý anh nói là tại vì em nói là sẽ tương kế tự kế đó. Ờ. Dám không? Hay là chọn đi. Nếu như các bạn muốn bắt gà ngay từ vòng này. Em nghĩ là nếu mà bên kia mà có bắt là bên kia bắt số 3 nè. Không, bên đây loại hết 7 số luôn. Đó, sau khi chúng ta đã đi chợ một vòng, có bạn nào, có đội nào muốn bắt gà cho mình từ bây giờ hay không? Không. Dạ không ạ. Đội Trường Giang không, nhưng biết đâu Trấn Thành có. Có không em? Em nghĩ số 5. Số 5 sao? Nguyễn Đình Vũ hát hay á. Nguyễn Vũ. Ê, Quyết nó nói đúng nha. Nghe nói nha Tiên nha, nãy giờ anh cũng nghi là số 5 là cái đứa mà duy nhất có khả năng cao hát hay đó. Nhưng mà nãy giờ em để ý anh cứ thập thò hoài, anh ở trong không có yên. Thập kệ nó ra, anh là muốn hát đó, muốn hát đó. Nó muốn ca đó, nó vậy thập... thì cho ca ngay từ vòng này. Chúng ta sẽ có 30 giây hội ý với nhau, hãy chọn ra cho anh một người hát không hay. Bắt đầu. Đây, người muốn chọn số nào hay loại nè. Không hay đúng không? Không hay. Số 4 thì chắc các bạn số 4. 4 à? Số 4. Số 4 với 7. Số 2 nữa. Ờ, số 2 không hay đâu. Số 1 thì em hơi nghi nghi lên. Hoặc là không, số 2 chắc hay á. Số 6 thì số 6 rồi. Cái mặt đồ có vẻ nghệ sĩ. Rồi. Số 6 rồi, số 6 không? Số 6 chắc sao. Ừ, sai chân. Nhà em cũng bắt đầu số 6 luôn. Số 1 chắc hay luôn á. Số 1 ngồi tự tin lắm. Bắt giờ. Và bây giờ mời các bạn hãy cho tôi biết quyết định của các bạn. Chọn số mấy, mời Trấn Thành. Dạ thưa anh. Trong cái công cuộc đối diện với sự khó khăn của ban tổ chức đưa ra,